Không sao cả, lỡ rồi. Mình đã nói là mình không sửa thêm bất cứ một cái gì ở trên cái chanh này nữa. Mình sửa cái phần mắt này siêu nhiều luôn. Cái con mắt này nó bị vấn đề nha. Mình sẽ quyết định mình cover lại cái cách tô màu tóc của cái chanh này ha. Cái màu mà sử dụng thì sẽ là acrylic marker. Đây, một cái màu mà gần đây đang rất là nổi. Về sổ vẽ thì ở đây mình có sổ của nhà ông mặt bự sketchbook. Mình vẽ khá là nhiều tranh mà acrylic marker ở trong cái quyển sổ này á. Cái bộ này thì nó sẽ khá là giống với lại cái bộ 32 màu trước của mình, nhưng mà nó được đóng trong cái hộp nó xịn sò hơn ha. Mình đang vẽ lại cái tóc của cái nhân vật này tựa tựa như vậy để mình xem cái cách tô màu của người ta và mình biết màu ha. Đây là một cái phần tóc mái ngố. Nếu mà chỉ phát thảo cơ bản như thế này thôi thì mình cảm giác là không có được tự tin lắm. Mình thì vẽ yếu lắm rồi. Và cái phát thảo như vậy nè, thường là mình sẽ phải phát thảo khá là nhiều, sau đó thì mới dám vẽ và line nét để vẽ vậy. Đó là vẽ theo cái tranh của người ta thôi, nhưng mà nhờ mình chỉ có thể nhìn thôi chứ không thể nào bắt chước giống 100% được ha. Nhìn để biết xem cách của người ta vẽ thôi. Mình cũng rất là hay học theo kiểu như vậy đó. Mình sẽ tô màu nhanh thôi. Mình vừa mới tô xong cái phần màu da với cả là mắt. Ở đây thì các bạn có thể tham khảo cái palette mà mình sử dụng ở bên đây. Mình đã tô cho phần da với phần mắt. Bây giờ thì mình sẽ chừa cái phần phản quang. Mình sẽ tô cái phần phản quang trước ha. Thêm một chút màu vàng. Phần này thì các bạn chừa ra trước như thế này cho nó dễ, nó tiện. Đem cái phần này xuống với cái màu tím đi. Thói quen của mình thì mình hay cầm một cây màu xám. Theo như là cái cách tô bức tranh này thì mình thấy là nó sẽ blend cái màu nhạt nhạt xuống nhiều hơn. Thì khi mà mình học cái kiểu tô nào á, cái đầu tiên là mình phải học xem coi là người ta tô cái chỗ đó như thế nào, với cái tone màu nó là như thế nào, tại sao người ta lại phối màu như vậy. Khi mà mình đã biết cái cách mà người ta chọn màu hay là cái cách mà tại sao người ta lại tô như vậy rồi á, thì mình có thể là mình bê cái của người ta sang thành cái của mình. Có nghĩa là mình có thể tô cũng là cái cách tô đó nhưng mà sẽ sử dụng màu khác, và mà sẽ tô những thứ khác nhưng mà vẫn sẽ giữ được cái cách tô đó. Thì có nghĩa là mình đã thành công, mình học được một cái mới từ tranh của người khác rồi. Thì mình cũng rất là hay học vẽ như vậy đó. Nhưng mà blend thì mình sẽ blend từ xuống. Đây là một cái màu tím khá là đậm. Bây giờ mình blend cái bút này á, thì nó sẽ dính vô cái ngòi này nè. Sẽ blend từ. Nếu như mà các bạn mà muốn hạn chế cho cái việc mà nó không có bị chóp vân giấy á, thì khuyên thì các bạn nên đánh nó theo một chiều. Đánh nó theo giống như là kiểu mà mình đánh chì vậy đó các bạn. Thì nó sẽ kiểu lan nó kiểu mượt hơn, sẽ đỡ lên những cái vụn giấy mà các bạn không thích. Mình sẽ tiếp tục mình xử lý các cái phần tóc ở bên này. Tuy nhiên là những cái phần ở bên này thì đa số là nó sẽ sử dụng màu xanh đen và màu đen, cho nên là mình sẽ đi đệm trước một lớp màu tím đã, để cho những cái phần tóc này hồi nữa khi mà tô những cái phần màu kia lên thì nó sẽ nổi lên những cái khoảng này.
cái phần này thì các bạn có thể vẽ trước hay là vẽ sau cũng được, tùy theo cái cách mà bạn nhìn cái màu sắc và cái cảm quan của các bạn thôi. Bạn cảm thấy là vẽ cái nào nên vẽ cái nào trước thì bạn vẽ cái đó. Dùng hai cây, một cây màu xanh, một cây màu đen để tô phần tóc này ha. Ở phía trên thì mình sẽ blend xuống bằng màu xanh và ở phía đuôi thì mình sẽ dùng màu đen. Về cái độ tương phản thì cái màu xanh và cái màu tím này nó gọi là khá là gần với lại nhau, nó không có nhiều độ tương phản lắm, cho nên là không cần phải blend kỹ quá ở hai cái màu này với nhau, sẽ tô sơ sơ qua thôi. Khá là ok rồi đó. Giờ mình sẽ tô màu đen vô ha, blend các cái màu đen vào. Màu đen thì chắc chắn là độ tương phản của nó sẽ là cao nhất rồi. Tuy nhiên là giữa cái màu xanh này với lại cái màu đen thì nó cũng không có phải là quá là kiểu cái màu nó nổi bật hẳn, tương phản hẳn, nó chỉ cách nhau khoảng chừng vài ba bậc thôi, nên là cũng khá là thoải mái, không cần phải blend kỹ. Với những cái màu nào mà nó có độ tương phản quá cao mà các bạn muốn blend nó vào với nhau, ví dụ như hai cái màu, một cái màu tím sáng hẳn như này hoặc một cái màu tím đậm hẳn như này, thì các bạn sẽ blend kỹ. Còn với cái màu mà nó có cái bậc màu nó khá là ngang nhau như thế này, có cái độ tương phản nó không có quá cao như thế này, thì thường là mình vẽ ẩu ẩu một chút không sao. Khi là chúng ta sẽ hay thấy mấy cái kiểu nét đẹp của những cái tranh mà người ta vẽ ẩu nhiều hơn là những cái tranh mà người ta vẽ chăm chút. Ví dụ như mình thì mình rất là thích nhìn mấy cái tranh mà người ta vẽ bằng cái màu sơn dầu á, mà người ta quẹt 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 bằng cái phay thế, bằng cái phay thế, thì kiểu nhìn nó nghệ lắm và nó rất là đẹp luôn. So với lại những tranh mà vẽ bằng cọ và được blend màu trải chuốt thì đôi khi là mình thấy cái tính nghệ thuật ở trong những cái tranh mà vẽ bằng phay đó nhiều hơn, kiểu theo một cách nào đó thì mình thấy là nó hợp mắt mình hơn. Giống như là cái câu chuyện mà các bạn thấy những cái tranh sketch mà trong nó có vẻ đẹp hơn cái tranh full kiểu như vậy đó. Thì đây là cái phần tóc mái ha. Mình sẽ tiếp tục vẽ cái phần tóc ở hai bên. Ở hai bên thì ở bên đây thì người ta sẽ có một cái phần ánh sáng đổ vào, nên là người ta đang dùng màu xám. Vì vậy cho nên là mình cũng sẽ sử dụng một cái màu sáng, hoặc là các bạn sử dụng một màu xám, hoặc là các bạn sử dụng một cái màu tím này thì để các bạn đỡ phải chọn màu thêm nữa. Các bạn chỉ sử dụng màu này thôi cũng được, không sao. Đôi khi là mình có cảm giác là cái vẽ bằng màu acrylic thì nó sẽ là trending của năm nay, và chắc là sẽ có nhiều bạn sẽ mở commission với lại màu acrylic này, maybe là vậy. Nếu mà các bạn đó có cái kỹ năng cao thì maybe mình nghĩ là chắc là sẽ có một số bạn sẽ mở commission với lại cái màu này. Thì rất là mình nghĩ thôi nha, chứ mình cũng chưa có biết cái thị trường commission năm nay như thế nào, nhưng mà có vẻ như là cái màu này năm nay nó quá là hot đi. Đây chúng ta sẽ sử dụng một cái màu có độ tương phản cao là màu đen, để mà mình sẽ làm cho cái chỗ này nó nổi bật lên, nó sáng lên. Mình vẽ ra đi thì mình sử dụng màu thì mình sử dụng màu mạnh tay lắm nha, kiểu chơi các cái màu đậm nè và khống chế phần độ tương phản khá là tốt. Tuy nhiên là khi mà mình vẽ qua digi thì mình không có làm tốt được như vậy. Mình sẽ liệt kê ra một số cái màu mình đã sử dụng để tô phần tóc này cho các bạn dễ tham khảo ha. Ở đây thì mình sẽ có màu xanh, xám, các cái màu ở phía dưới này là các cái màu chính để mà vẽ. Màu đen này thì là cái màu chính nhất, là cái màu quyết định của cái màu tóc. Tương tự như vậy thì mình sẽ đi cách tô màu bên đây và bên đây, nhưng mà mình sẽ tô màu đen nhiều hơn để tạo cái độ tương phản. Thank you.
mình vừa mới dành một chút thời gian để chỉnh cái phần mắt này lại. Hồi nãy vẽ con mắt bên đây nó vẽ hơi nhỏ hơn. Kiểu hai con mắt mình vẽ nếu mà không có canh chụp để mà vẽ nguyên cái khuôn mặt ra thì lúc nào mình vẽ hai con mắt cũng hơi gần gần nhau á. Không sao cả, lỡ rồi. Mặc dù thì màu này sửa được nhưng mà cái đó sửa thì nó hơi kiểu nhiều. Mình hơi lười sửa nên là sẽ để như vậy và tô tiếp ha. Hồi mà mình gọi là cố gắng, mình nỗ lực để mà mình sửa cái phần mắt này thêm một chút nữa, nó ok hơn thì nó đã khứa, nó ổn hơn hồi nãy luôn. Có dời qua một chút, mở rộng phần mắt này ra một chút. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cái màu này để cho nó giống cái màu mắt ha, để viền cái phần highlight này một chút. Chứ nếu mà để nó màu đen không thì nó cũng hơi kỳ. Cá nhân mình thì mình nghĩ vậy. Mình line nét một số cái phần tóc chẳng hạn. Mình sẽ dừng bút và không có vẽ ở đây nữa, và sẽ không có vẽ cái tranh này nữa, mà sửa khá là nhiều. Trong chủ yếu là mình nhìn qua cái góc máy của điện thoại để mà mình sửa cái phần mắt này, cho nên là nếu mà để khi mà để ngược lên nó có ấy thì cũng thôi kệ nha. Mình sửa cái phần mắt này siêu nhiều luôn, gọi là mình không có muốn sửa nó thêm nữa. Như vậy là đã khá là ổn so với lúc ban đầu rồi. Ok, thì đó là tranh của hôm nay. Và vlog hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn lại các bạn ở tranh sau. Bye bye, bye, bye.